Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Lớn lên cùng con của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, mỗi đứa trẻ sinh ra đều cần được giáo dục từ phía gia đình, nhà trường và toàn xã hội để các em được lớn lên, phát triển một cách toàn diện và có những kỹ năng để bảo vệ chính bản thân mình. Một trong những kỹ năng cần thiết phải giáo dục cho trẻ đó là kỹ năng sử dụng điện an toàn. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay, kỹ năng an toàn khi sử dụng các thiết bị điện. Và tham gia chương trình với chủ đề này, xin được giới thiệu gia đình bé Toàn Dũng và Đức Kiên tới từ xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi. Con xin kính chào quý vị khán giả, con tên là Vũ Toàn Dũng, con học lớp 5A, trường tiểu học Đặng Lễ. Con đến từ xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, bố con tên là Vũ Văn Khánh, mẹ con tên là Hoàng Thị Thương, em con tên là Vũ Đức Kiên. Con tên là Vũ Đức Kiên, con học lớp 2B, trường tiểu học Đặng Lễ. Gia đình con rất vui khi được tham gia chương trình Lớn lên cùng con. Xin được cảm ơn phần giới thiệu của hai bé Toàn Dũng và Đức Kiên. Và thưa quý vị, đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc, chuyên gia tâm lý, diễn giả Trịnh Bình Tâm. Xin chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Trịnh Minh Tâm, rất vui được đồng hành với chương trình Lớn lên cùng con. Xin được cảm ơn gia đình hai bé Toàn Dũng và Đức Kiên cùng diễn giả Trịnh Minh Tâm đã tham dự chương trình Lớn lên cùng con ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip, đó là một tình huống mà chúng tôi đã dàn dựng để xem phản ứng của hai bạn Toàn Dũng và Đức Kiên như thế nào với tình huống này. Mời quý vị. Sẽ cắm vào kia nhé. Ok. Để xem bây giờ có mạng không nhé. Thôi có mạng lại rồi nhá. Sạc đi. Anh ơi, em sạc rồi. Vừa vào vừa xem vừa sạc đi.
Em ơi, như thế là không được đâu, bởi vì vừa xem vừa sạc có thể gây hỏng máy và gây nổ. Bây giờ mình chơi thay xem này nhé. Ok. Vì nó sạc xong rồi xem cũng được. Vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi một clip tình huống. Và bây giờ thì chú Đăng Mạnh muốn hỏi Toàn Dũng và Đức Kiên, đã bao giờ con được nhìn thấy mình trên TV chưa? Chưa. Thế bây giờ lần đầu tiên mình nhìn thấy thì cảm xúc như thế nào nhỉ? Có thấy thú vị không? Có. Và con có thấy vui không? Con có. Thế còn với Kiên sao? Kiên cảm thấy như thế nào sau khi mà nhìn lại những hình ảnh của mình? Cháu có vui ạ. Thế và mình thấy là ở trong clip đó mình cũng tham gia rất nhiều những cái hoạt động. Có cái hoạt động nào mà khiến cho con cảm thấy rằng là uầy, sợ thế? Có cảm giác đấy không? Khi con cầm máy tính bảng. Khi con cầm máy tính bảng hả? Thế còn chú thì có thấy một cái tình huống là hai anh em đang chơi thì tự dưng trời tối om, hình như bị mất điện à? Thì con bật cờ dao. Lúc đấy thì anh Dũng không biết là vì sao không? Con thưa chú, vì lúc đó là bị cầu dao bị nảy automat ạ. À, bị nhảy automat đúng không? Rồi thế còn với bố mẹ của hai bạn Toàn Dũng thì Đức Kiên thì sao ạ? Sau khi mà xem xong clip vừa rồi, anh chị có cảm thấy hài lòng với những hành động của các con không? Thưa anh, là chúng tôi cũng cảm thấy là cũng khá bất ngờ vì việc làm của hai cháu. Bình thường thì bố mẹ cũng đã dạy các cháu, nhưng mà khi gặp những tình huống này thì quả thật là các cháu cũng xử lý cũng có một vài chỗ cũng còn chưa được, cũng cảm thấy là khá lúng túng. Các cháu cũng cần phải cố gắng hơn nữa và phải chú ý hơn nữa. Cụ thể là chỗ nào anh thấy chưa được? Đó là khi các cháu vào nhà tắm thì đèn của bình nóng lạnh vẫn còn sáng, nhưng mà cháu đã vào tắm, như thế là cũng rất là nguy hiểm, có nguy cơ là cũng có thể là bị điện giật. À, dạ vâng. Thế còn với mẹ thì sao ạ? Sau khi mà xem xong clip vừa rồi thì mẹ cảm thấy thế nào? Vâng, em cũng thấy là khá là bất ngờ, tại vì là cái tình huống mà cháu khi vào nhà tắm cháu không dọc cầu dao xuống, cháu đã vào rồi. Thì cái tình huống đấy là khá nguy hiểm với trẻ nhỏ ở nhà. Điều này thì mình đã dặn trẻ nhiều lần chưa ạ? Điều này thì vợ chồng em cũng đã dặn cháu, mà có khi là cháu ở nhà thì nhiều khi là cháu cũng không nhớ được lời bố mẹ dặn. Vâng, trẻ con là như vậy chị ạ. Người lớn chúng ta cũng còn những khi quên, huống hồ là trẻ nhỏ. Chắc chắn là các bạn sẽ có nhiều lúc quên, và chính vì vậy mà chúng ta phải dặn thường xuyên. Chuyên gia tâm lý chị Minh Tâm, không biết là chị cảm thấy như thế nào sau khi xem clip vừa rồi? Với cá nhân của cô Tâm thì sau khi mà xem xong đoạn tình huống vừa rồi thì cô Tâm muốn gửi một lời khen đến hai bạn, đó là bạn Dũng và bạn Kiên. Bởi vì là trong tình huống vừa rồi thì có rất nhiều những cái bối cảnh được thiết lập ra để cho các con có thể đưa mình vào sử dụng cái kỹ năng đặc biệt, đó là kỹ năng an toàn với điện. Vậy thì trước khi mà chia sẻ sâu hơn về cái điều này thì chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nho nhỏ, đó là trò chơi liệt kê các thiết bị điện trong gia đình nhà mình. Đầu tiên thì cô Tâm xin mời Kiên trước nào. Con liệt kê giúp cô một thiết bị sử dụng điện trong gia đình nhà mình nhỉ? Quạt điện. Quạt, đúng rồi, chính xác. Tiếp nào. Nồi cơm điện ạ. Chính xác luôn. Còn gì không? Quạt trần ạ. Quạt trần. Tiếp tục ạ. Tủ lạnh. Điện thoại di động. Tivi. Chính xác là tivi. Máy tính ạ. Đúng rồi, máy tính. Điện ạ. Bóng đèn đúng không? Máy sấy tóc ạ. Chính xác. Ấn niệm siêu tốc. Chính xác luôn. Còn gì nữa không? Điều hòa. Chính xác. Nhiều quá nhở. Nhà mình rất nhiều các thiết bị mà cần phải sử dụng đến điện đúng không? Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Ngoài những cái thiết bị ở gia đình nhà chúng ta thì chúng ta cũng có thể quan sát thấy rất nhiều các cái thiết bị khác ở trường học hoặc là ở những môi trường công cộng ở bên ngoài.
đúng không nhỉ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có một chủ đề cực kỳ rất là hay và cần thiết để chúng ta có thể lan tỏa một cái thông điệp đến rất nhiều các bạn nhỏ trong độ tuổi có các con, đó chính là kỹ năng an toàn về điện. Vậy thì cho phép cô Tâm được hỏi ba mẹ một chút, đó là ở tầm độ tuổi nào thì ba mẹ đã dạy cho các con những cái kỹ năng để giúp cho các con có thể bảo vệ bản thân mình trước cái nguy hiểm của điện rồi ạ? Khi các cháu bắt đầu bước vào tiểu học là cũng gia đình cũng đã hướng dẫn những kỹ năng cơ bản, cũng đã cho những các cháu sử dụng những thiết bị đơn giản, và khi hướng dẫn các cháu cũng đã hướng dẫn các cháu cách sử dụng. Ví dụ khi cắm vào thì phải tay phải lau khô trước khi cắm, không được cầm trực tiếp vào các cái đầu kim loại mà chỉ cầm một phần nhựa của các thiết bị. Ngày hôm nay thì bố có chia sẻ là vẫn chưa được hài lòng lắm. Tuy nhiên thì với độ tuổi của các bạn ấy và so với những bạn cùng trang lứa thì hai bạn ấy đã có những cái kỹ năng sử dụng điện cũng khá là thành thạo. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, chúng ta cần phải hỗ trợ, bổ trợ thêm một vài các cái kỹ năng và lưu ý cơ bản nữa. Các con sẽ giúp cho cô Tâm liệt kê giúp cô xem rằng là điện có ích gì cho cuộc sống của chúng ta nhỉ? Con thưa cô, điện giúp cho chúng ta có thể nấu cơm. Chính xác rồi, có điện thì giúp cho chúng ta có những bữa cơm rất là ngon này. Có quạt mát ạ. À, có quạt mát này. Có thể giặt quần áo được. Chính xác luôn. Và có đèn sáng để học ạ. À, có đèn sáng để học. Thế còn em Kiên thì sao nhỉ? Giúp con học tập. À, giúp cho con có thể là học tập này, vui chơi này, giải trí và sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày đúng không nhỉ? Vâng, xin được cảm ơn những phần tương tác rất là thú vị của chuyên gia Trịnh Minh Tâm. Chú thì cũng đã thấy bố mẹ cũng đã nói về những cái điểm mà bố mẹ cảm thấy chưa hài lòng ở hai bạn. Nhưng mà với chú thì chú thấy là hai bạn rất là giỏi, đặc biệt là một cái chi tiết đó là anh Dũng thì đã từ chối cái việc mà vừa sạc iPad và vừa xem iPad. Cái điều này á thực sự nó rất là nguy hiểm, và người lớn nhiều khi mà còn bị quên cũng vẫn cứ vừa sạc điện thoại vừa xem. Cho chú hỏi Dũng là theo Dũng thì cái việc vừa sạc và vừa xem thì nó có nguy hiểm không? Con nói chú là có ạ. Nó nguy hiểm như thế nào nhỉ? Nó có thể giật điện và dễ nổ ạ. Nếu mà mình đang cầm, đang xem như thế này mà nó nổ thì điều gì sẽ xảy ra với mình? Tay mình sẽ sao nhỉ? Con thưa chú, tay mình sẽ bị bỏng ạ. Thế còn với em Kiên thì sao? Theo em Kiên, nếu mà cái iPad nó mà nổ khi mà mình đang xem thì điều gì sẽ xảy ra với mình? Cháu thưa chú là sẽ bị bỏng tay. Nhẹ là bị bỏng tay này, còn nặng hơn á là có thể bị chảy máu, bị dập tay và phải nhập viện đấy. Dũng đã biết điều này chưa? Rồi ạ. Mình biết điều này là thông qua đâu nhỉ? Bố mẹ con dạy ạ. Thông qua bố mẹ dạy. Thế còn với Kiên thì sao? Kiên biết điều này nhờ đâu? Con thưa chú, bố mẹ con dạy. À, như vậy là cả hai anh em đều được bố mẹ dạy về điều này rồi. Tuy nhiên thì Kiên thì lại bị quên mất. Lúc đó là có rủ anh Dũng là hay là mình vừa sạc vừa xem đi? Con quên mất. Lúc đấy là mình bị quên, cho nên là tí nữa thì xảy ra một tình huống nguy hiểm đúng không? May mà anh Dũng vẫn còn nhớ. Thế và ở đây thì không phải là chỉ có em quên đâu. Vừa nãy thì bố mẹ cũng như là chuyên gia tâm lý Trịnh Minh Tâm cũng đã nói rồi, hai anh em có một cái hành động rất là nguy hiểm. Đấy là khi mà mình vào tắm thì bình nóng lạnh vẫn chưa tắt đi. Dũng có biết rằng là điều đấy thì nó nguy hiểm thế nào không? Nếu chú là nó có thể bị giật ạ. Có thể nguy hiểm đến tính mạng. Điện thì rất là nguy hiểm. Nếu mà giật là hoàn toàn có nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng rồi. Cảm ơn Dũng và cảm ơn Kiên nhé. Mặc dù là vẫn có những cái lỗi nho nhỏ trong cái quá trình các bạn sử dụng thiết bị điện, nhưng mà phải nói rằng là các bạn cũng rất là xuất sắc rồi. Chuyên gia tâm lý Trịnh Minh Tâm, chị đánh giá như thế nào về hành động của các bạn? Trước khi chia sẻ điều này thì có một chi tiết nữa, không biết là chú Mạnh cùng với quý vị khán giả có để ý hay không. Đó là một chi tiết là khi mà các con di chuyển ra khu vực khác để các con sinh hoạt á, thì anh Dũng đã đứng lên để tắt quạt đi. Vâng. Rất là tiết kiệm đúng không? Rất là tiết kiệm điện, thì đấy là một điều mà cô Tâm dành một lời khen ngợi đối với cả Dũng, và cũng rất là mong các bạn nhỏ trong độ tuổi của Dũng và của Kiên chúng ta cũng sẽ ghi được cái điều này. Và điều này thì ai đã dạy cho con đấy Dũng? Con ơn cô là bố con đã dạy ạ. Bố con đã dạy ạ. Và bố con thường nói gì với con và con lại nhớ được cái điều đấy?
Bố con thường nói là khi ra châu khác chơi thì phải nhớ tắt quạt ạ. Và đấy chính là một trong những cái thói quen mà các ba mẹ cũng cần phải hết sức lưu ý để chúng ta có thể là hướng dẫn này, giảng dạy cho các con trong cuộc sống hàng ngày để các con có thể ghi nhớ. Và khi mà các con tạo thành một cái thói quen rồi thì cái kỹ năng sử dụng điện một cách an toàn và đúng đắn nhất thì sẽ hỗ trợ cho các con rất nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên thì có hai cái chi tiết đầu tiên là chúng ta có ý định là vừa sạc iPad và chúng ta vừa xem, chúng ta vừa chơi, đúng nhỉ? Và điều này thì vừa rồi thì cô Tâm cũng được lắng nghe cái ý kiến cũng như là cái nhận định từ phía hai con là nó sẽ rất là nguy hiểm. Vậy thì các con có muốn nói điều gì với các bạn không? Vâng, cô là trong độ tuổi của chúng ta không nên làm những việc đấy ạ. Và con sẽ khuyên các bạn như thế nào nhỉ? Con sẽ khuyên các bạn rằng là không nên vừa sạc vừa xem bởi vì có thể bị bỏng hoặc nổ gây tử vong ạ. Ví dụ như con sang nhà các bạn chơi này và con thấy các bạn ấy vừa sạc và vừa xem, vừa sạc và vừa chơi game. Và khi mà con quan sát thấy cái điện thoại hoặc cái iPad ấy nó đã nóng lên rồi thì con sẽ nói gì với bạn ấy vào thời điểm đấy? Con sẽ nói rằng cậu ơi, cậu đừng vừa xem vừa sạc. Bởi vì vừa xem vừa sạc có thể gây bị bỏng hoặc bị nổ. Bây giờ cậu hãy đi chơi với tớ cũng được, đợi sạc xong rồi xem cũng được. Ôi, rất là tuyệt vời. Và quý vị khán giả có thể dành một tràng vỗ tay và một lời khen ngợi dành cho bạn Dũng được không ạ? Bố mẹ chắc là cũng sẽ phải dành cho hai con một tràng vỗ tay lớn đấy ạ. Bởi vì vừa rồi thì rất là xuất sắc. Và một cái chi tiết số 2 đó là khi đi tắm thì chúng ta sẽ cần phải bật bình nóng lạnh trước hay là sau khi chúng ta tắm? Con nói cô là bật bình nóng lạnh trước ạ. Trước đúng không nhỉ? Và con có biết rằng là cái thời gian chúng ta bật bình nóng lạnh cần bao nhiêu thời gian để cho bình nóng lạnh có thể làm nóng nước, đủ cái lượng nước để cho chúng ta tắm không? Con nói cô là 15 phút ạ. À, 15 phút. Vậy thì trong tình huống vừa rồi thì cô Tâm quan sát có thấy rằng là con có đi lấy quần áo này, sau đó ra con bật điện, bật bình nóng lạnh và con vào con tắm luôn. Có đúng không nhỉ? Vâng ạ. À, thế thì điều đấy nó có nguy hiểm đối với mình không? Có ạ. Và nếu như mà có lần sau thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào để có thể an toàn hơn với bản thân của mình? Con cô là lần sau con sẽ bật bình nóng lạnh trước, chờ 15 phút rồi tắt nó đi rồi hãy vào tắm ạ. Rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì có rất nhiều các bạn nhỏ, đặc biệt là trong độ tuổi của các con ấy, vì chúng ta mải mê với rất nhiều các cái trò chơi và các hoạt động, thế nên là chúng ta quên đi mất cái điều đấy. Cô Tâm thấy là có một số bạn là có chạy vào nhà tắm xong rồi, cởi hết quần áo ra rồi, và khi phát hiện ra rằng là không có nước nóng để tắm. Và nếu như là con trong tình huống đấy thì con sẽ làm như thế nào? Con sẽ mặc lại quần áo và chạy ra bật lại bình nóng lạnh ạ. Để lần sau mình không rơi vào cái tình huống đấy nữa thì mình sẽ cần phải làm gì trước khi mình vào tắm nhỉ? Phải bật bình nóng lạnh trước. Chúng ta sẽ cần phải kiểm tra trước đúng không? Vâng. Mình vào nhà tắm mình sẽ kiểm tra trước xem là đã có đủ lượng nước tắm cho mình hay chưa. Nếu như mà chưa đủ thì chúng ta sẽ lại phải ghi nhớ cái cách làm thế nào để có thể sử dụng điện một cách an toàn nhất con nhé. Qua những chia sẻ thì có thể thấy rằng là Dũng và Kiên là hai bạn nhỏ cũng rất là giỏi trong việc sử dụng các thiết bị điện. Các bạn đã được cha mẹ hướng dẫn rất là kỹ rồi. Tuy nhiên thì vẫn thấy rằng là các bạn vẫn bị quên. Vậy thì bài học rút ra ở đây là gì? Diễn giả Trịnh Minh Tâm có thể đưa ra một cái lời khuyên cho các bậc cha mẹ trong cái việc giáo dục trẻ. Có hai yếu tố mà các ba mẹ thường xuyên quan tâm để giáo dục cho các con. Một, đó là dạy các con về kiến thức. Và hai, đó là dạy cho các con về kỹ năng. Thế thì thông thường các ba mẹ thường quá tập trung nhiều cái thời gian để dạy cho các con các cái kiến thức trên ghế nhà trường, mà chúng ta quên đi việc rằng là chúng ta phải rèn cái kỹ năng sinh tồn là yếu tố đầu tiên. Trong nhóm kỹ năng sinh tồn thì có các kỹ năng như là kỹ năng phòng chống đuối nước này, kỹ năng phòng chống hỏa hoạn này, kỹ năng phòng chống điện này, đúng không ạ? Cách sử dụng điện một cách an toàn. Thì ngày hôm nay chúng ta được tìm hiểu về cái kỹ năng sử dụng điện như thế này thì cũng là một trong những thông điệp gửi đến các ba mẹ là chúng ta sẽ cần phải ghi nhớ một cách rất là sâu sắc về cái việc là trước khi dạy các con tất cả những cái điều quan trọng thì việc đầu tiên là chúng ta dạy con kỹ năng an toàn trước. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phân định ra các cái độ tuổi, ví dụ như giai đoạn từ 0 cho tới 6 tuổi. Và chúng ta sẽ cần phải trò chuyện với các con, giới thiệu cho các con những cái thiết bị điện mà trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, trong gia đình mà chúng ta sử dụng. Và ngoài ra thì còn ở cả những nơi công cộng này, hoặc là ở trường học này. Và một bài học mà chúng ta luôn luôn phải nhớ để cài vào trong tiềm thức của các bạn ấy, đó là điện thì không phải đồ chơi. Vì một trong những cái thực tế chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều cái câu chuyện dẫn đến những cái hậu quả rất là tang thương. Vì các con nghĩ rằng những cái thiết bị điện ấy nó là cái đồ chơi. Và khi chưa được dạy các kiến thức cơ bản thì các bạn ấy sẽ rất là vô tình
là các bạn ấy sẽ chơi những cái đồ chơi đó giống như là gì ạ? Giống như đồ chơi hàng ngày, và nó sẽ dẫn đến nguy hiểm. Và trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi thì tuyệt đối các ba mẹ không nên để cho các con chơi một mình, đặc biệt là chơi gần những cái thiết bị điện mà gây nguy hiểm cho các con. Và trong giai đoạn là từ 6 cho tới 10 tuổi là giai đoạn mà chúng ta sẽ cần phải dạy cho các bạn ấy những cái nhận biết cơ bản về điện rồi. Ngoài ra thì trong cái việc nhận diện này thì chúng ta cũng sẽ cần phải hướng dẫn cho các con để các con sẽ ghi nhớ nó giống như là một cái thói quen hàng ngày ấy. Trong tình huống vừa rồi thì có một chi tiết là bạn Dũng có cắm cơm đúng không nhỉ? Đó, và con có biết rằng là khi mà mình cắm cơm ấy thì mình cần phải lưu ý cái điều gì để giúp cho mình an toàn không? Con nói cô là phải lau ở đáy cơm, đáy nồi cơm. À, mình phải lau cái đáy nồi cơm để làm sao nồi cơm nó được khô. Đúng nhỉ? Tuy nhiên thì vừa rồi không biết là Dũng quên hay là vì thói quen hàng ngày mình thường cắm cơm như thế, là cô thấy con cho nồi cơm vào nồi xong này, nắp nồi cơm chưa đậy, con đã cắm điện rồi. Hôm đấy con quên ạ. À, thế quy trình đúng thì mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Cô là để cái nồi cơm vào trước xong đóng lại rồi mới cắm. Đúng rồi, mình sẽ đóng lại. Đúng nhỉ? Kiểm tra cái nồi cơm nó đã rất là chỉn chu rồi, sau đó thì mình mới cắm điện và mình sẽ bật các cái công tắc của nồi cơm đó. Thường thì hàng ngày ở nhà ấy, thì mẹ có nhớ là cái giai đoạn nào mình thường dạy các con về cái cách sử dụng điện một cách an toàn, và mình thường dạy con như thế nào? Thường thì em cũng hay hướng dẫn cháu mỗi khi mà cháu đi học về ấy, thì là mẹ con cả nhà mà ngồi chơi thì là em có hướng dẫn cháu là khi mà cắm cơm là như thế nào, em sẽ hướng dẫn các cái đồ thiết bị trong gia đình để các cháu biết là an toàn khi sử dụng điện. Và cái việc này nó có được duy trì một cách thường xuyên và đều đặn không ạ? Dạ có ạ. Yeah. Và đến thời điểm này thì mẹ có tự tin rằng là khi mà mình không ở nhà thì các con có thể sử dụng điện một cách thành thạo chưa? Qua tình huống vừa rồi thì em cũng vẫn còn lo lắng với các cháu. Nhiều khi là sợ các cháu cũng vẫn quên. Đúng rồi, và đó là một trong những tín hiệu mà chúng ta sẽ cần phải để tâm nhiều hơn. Ví dụ như đối với cả em Kiên, với độ tuổi của Kiên là năm nay Kiên mới có 7 tuổi đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ thấy rằng là bạn Kiên bạn ấy vẫn chưa có nhiều những cái kiến thức về sử dụng điện một cách an toàn. Chính vì vậy mà hàng ngày bố mẹ cùng với các anh Dũng sẽ hỗ trợ thêm cùng với Kiên nhé. Một chi tiết mà cô Tâm thấy em Kiên là anh đang cắm cái gì ạ? Cái phích cắm của wifi á. Và em Kiên có thò tay thêm vào. Kiên có còn nhớ không? Có. Có đúng không? Thế con có biết rằng là nếu như mà mình thò tay, ngón tay vào cái phích cắm ấy, cái chân cắm vào điện thì nó có nguy hiểm không? Có ạ. Có nguy hiểm đúng không? Rồi, thế thì bây giờ anh Dũng kể giúp cô xem con đã từng nghe thấy những cái câu chuyện hoặc những nhân vật, những tình huống nào mà mọi người đã từng sử dụng điện một cách không an toàn và gây nguy hiểm chưa? Con nói cô là có một bạn 12 tuổi vừa sạc điện thoại vừa chơi dẫn đến tình trạng là bị nổ đến phải đi nhập viện ạ. Rồi, rất nguy hiểm, và lúc đấy con có sợ không? Lúc đấy con có sợ ạ. Rất sợ đúng không nhỉ? Và nếu như là chúng ta thì chúng ta có nên làm như vậy không? Nếu như là con không nên làm như vậy ạ. Và khi chúng ta sử dụng các thiết bị điện, con phải tuyệt đối ghi nhớ những điều đó nhé. Vâng ạ. Điện thì không chỉ nguy hiểm đối với trẻ em mà nguy hiểm đối với tất cả mọi người. Thì trong quá trình dạy các con thì chúng tôi cũng luôn hướng dẫn các con và nhắc nhở hàng ngày các quy tắc về an toàn điện và những cái quy tắc rất đơn giản để cho các cháu có thể ghi nhớ. Ví dụ là trước khi cắm các đồ dùng điện thì tay làm phải khô, hoặc là không được cầm tay trực tiếp vào các đầu cắm của các đồ dùng điện, và tuyệt đối là không được chọc các vật bằng kim loại vào các ổ điện. Và nếu mà có người lớn ở nhà thì luôn luôn phải có thể là tham khảo ý kiến người lớn trước khi sử dụng các đồ dùng bằng điện. Vâng ạ, rõ ràng là điện thì mang lại cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều những cái tiện ích và tiện nghi. Thế nhưng mà với điện thì nó cũng vô cùng nguy hiểm. Cuộc sống chúng ta có quyền mắc sai lầm, nhưng mà với điện thì thực sự nếu một lần chúng ta sai lầm và bị điện giật thì không còn cơ hội để sửa chữa, không còn cơ hội để rút kinh nghiệm. Bởi vì cái nguy cơ mà chúng ta bị mất mạng vì điện nó rất là lớn. Bởi vậy mà chúng ta luôn giáo dục con trẻ về những cái nguy hiểm của điện. Đặc mạnh tin rằng là các bậc cha mẹ luôn có những cái kinh nghiệm và có những kiến thức về điện để dạy cho các con. Nhưng vấn đề là làm thế nào để dạy cho các con và các con hiểu được đây? Cha mẹ có thể nói chuyện với nhau rất là dễ để có thể hiểu được, nhưng mà với các bé thì sao? Chúng ta cần phải có phương pháp như thế nào và cách thức để chúng ta truyền tải những nội dung đó ra sao? Không biết là ở nhà thì bố và mẹ đã lựa chọn cái phương pháp như thế nào để có thể truyền tải được cho các bạn?
Chúng tôi thì thường có thể cho các bé là quan sát một vài video ở trên mạng hoặc là những cái hình ảnh, những câu chuyện thực tế về những vụ tai nạn về điện. Từ đó là giúp con thấy là nó rất là nguy hiểm, nên là tuyệt đối là phải an toàn khi sử dụng điện và ghi nhớ lời bố mẹ đã dặn. Còn mẹ thì sao ạ? Mẹ áp dụng phương pháp nào? Em cũng đưa ra cái câu chuyện về xung quanh như là trên đài báo, trên mạng họ đưa trên truyền hình ạ. Và sẽ hướng dẫn các cháu là theo nghe như thế và thực hiện. Và hàng ngày em cũng luôn nhắc nhở các cháu là dùng điện an toàn. Diễn giả chị Minh Tâm, chị có đồng tình với cách dạy con của bố mẹ không? Và chị có thể đưa ra thêm những cái phương pháp khác nữa để chúng ta cùng giáo dục cho các bạn một cách hiệu quả nhất. Giống như chú Đăng Mạnh nói rằng là có rất nhiều thứ chúng ta có thể thử, nhiều kỹ năng chúng ta có thể thử. Ví dụ chúng ta giao tiếp kém, chúng ta sẽ học kỹ năng giao tiếp và chúng ta có thể thử về giao tiếp. Nhưng riêng đối với điện, đặc biệt đó chính là nhóm kỹ năng sinh tồn, kỹ năng an toàn, thì chúng ta lại không được phép thử. Chính vì vậy cái việc giáo dục cho các con ấy, nó càng trở nên khó khăn hơn đối với rất nhiều các gia đình. Vậy thì ba phương pháp tiếp nhận thông tin của các con, thì phương pháp số 1 đó là phương pháp tiếp nhận thông tin bằng thị giác. Và cái này là các ba mẹ đang sử dụng rất là tuyệt vời rồi ạ. Chúng ta không nhìn thấy dòng điện bằng mắt thường. Và rất nhiều những cô bé, cậu bé, các bạn ấy láu cá lắm. Các bạn thường hỏi rằng là mẹ ơi, mẹ bảo điện nguy hiểm nhưng con có nhìn thấy điện đâu. Nên thay vì việc chúng ta giáo dục con thì rất nhiều ba mẹ lựa chọn cái cách đó là thay, ta không biết cách dạy con như thế nào rồi thì cấm luôn, không cho sử dụng các cái thiết bị điện nữa. Tuy nhiên thì chúng ta nhận thấy là con ngày càng lớn và không thể là bố mẹ sẽ ở cạnh con 24/24 giờ được. Nên bắt buộc chúng ta vẫn phải giáo dục cho các con càng sớm càng tốt. Đúng ạ. Và phương pháp số 1 đó là phương pháp tiếp nhận thông tin bằng thị giác, thông qua những video, thông qua những hình ảnh. Phương pháp tiếp nhận số 2 đó là phương pháp tiếp nhận thông tin bằng thính giác, hoặc bằng kênh nghe, là chúng ta sẽ thường xuyên kể cho con những câu chuyện này. Ví dụ như bố vừa có chia sẻ rằng là kể những câu chuyện về tai nạn điện, những người mà gặp tử vong do giật điện. Đúng ạ, để các con sẽ nghe thấy những câu chuyện đó để các con có thể cài vào trong tiềm thức, vào sự ghi nhớ của các con nhiều hơn khi các con sử dụng các thiết bị điện ở nhà. Và cái số 3 đó chính là học bằng phương pháp trải nghiệm. Trải nghiệm là nhiều khi các con không biết điện nguy hiểm như thế nào là các con sẽ sờ tay vào luôn. Vậy thì để tránh cái trường hợp đó là chúng ta sẽ cần phải hướng dẫn cho các con theo quy trình các bước. Bước số 1 đó là chúng ta sẽ hướng dẫn con nhận diện trước các thiết bị điện ở nhà, thì cái cấu tạo của các thiết bị điện đó ra sao, phần nào là phần an toàn và phần nào là phần nguy hiểm. Bởi vì có rất nhiều những cái câu chuyện đau lòng, ví dụ như một câu chuyện về cắm cơm đấy ạ. Cái nồi cơm điện của rất nhiều các gia đình mà cái công tắc ấy nó bị hỏng, cái việc mà nhấn nút để nồi cơm nó hoạt động ấy, nó không còn hoạt động nữa và nó bị ngắt. Nên rất nhiều các bạn ở nhà đã sử dụng cách đó là lấy một cái thìa, sau đó thì nhét vào cái khe đó để cho cái công tắc của cái nồi cơm đó nó được gì ạ? Nó được hoạt động. Và vô tình cái cách đó đã dẫn đến những cái sự nguy hiểm. Nhẹ thì có thể dẫn đến bỏng này, rát tay này. Còn nặng hơn thì nguồn điện cao nó sẽ tác động vào các cái dây thần kinh, tác động vào các bộ phận, ví dụ như là làm tim ngừng đập này, hệ hô hấp bị suy yếu này, thậm chí dẫn đến tê liệt này. Và nguy hiểm nhất đó là dẫn đến tử vong. Hay có một câu chuyện gần đây rất nhiều các ba mẹ có chia sẻ trên mạng xã hội, đó là những chiếc quạt đã sử dụng quá lâu ngày rồi, nó bị hỏng rồi và các cái nút ấn của cái quạt đó nó đã bị hỏng và không còn sử dụng được nữa. Thì rất nhiều các em nhỏ cũng sử dụng cái cách đó là sử dụng những cái que kim loại để các con chọc vào nó để cho cái quạt nó hoạt động. Và nếu như nguy hiểm dẫn đến thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta sửa chữa lại được một lần nữa. Nên giáo dục con trước khi cho các con sử dụng các thiết bị điện là điều cần thiết và các ba mẹ sẽ cần phải làm càng sớm càng tốt ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của diễn giả chị Minh Tâm. Những chia sẻ mà Đăng Mạnh nghĩ rằng là rất hữu ích để cho quý vị khán giả, những bậc phụ huynh chúng ta có thể biết cách hướng dẫn trẻ sử dụng các thiết bị điện một cách an toàn. Chú Đăng Mạnh thì nghĩ rằng là Toàn Dũng và Đức Kiên rất là thích cái môn cờ vua, trò chơi cờ vua. Bởi vì là trong clip thì chú Đăng Mạnh cũng có quan sát thấy là bộ đồ chơi cờ vua này thì xuất hiện trong ngôi nhà của hai bạn. Cho chú hỏi là ở nhà thì Toàn Dũng và Đức Kiên có hay chơi cờ vua với nhau không? Có ạ. Và thường thì ai là người giành phần thắng nhiều hơn?
Thường con là người giành phần thắng nhiều hơn ạ. À, Toàn Dũng giành phần thắng nhiều hơn đúng không? Có đúng không Đức Kiên? Có ạ. À, cũng đúng đúng không? À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cho cả bố cả mẹ chơi cùng nữa nhá. Và mình sẽ chia làm hai đội. Thế thì bây giờ là cho chú hỏi. Ưu tiên Đức Kiên đi, Đức Kiên nhỏ hơn. Kiên muốn về đội của ai? Con về đội của mẹ. À, con về đội của mẹ hả? Thế thì Toàn Dũng có sẵn sàng về đội của bố không? Con có ạ. À, không biết là ai sẽ chọn quân trắng và ai sẽ chọn quân đen nhỉ? Con chọn quân đen. Con chọn quân đen hả? Theo chú biết thì hình như là quân đen và quân trắng có một quân lợi thế hơn. Quân nào vậy? Quân trắng ạ. Quân trắng à? Bởi vì quân trắng được đi trước ạ. À, thế thì hôm nay mình có nhường cái sự lợi thế đấy cho em Đức Kiên được không? Con có ạ. Vậy mình sẽ đổi nhá. Vâng ạ. Rồi chúng ta sẽ quay vị trí của những quân cờ. Bây giờ thì nhà mình đã sẵn sàng chưa? Hai đội đã sẵn sàng để tham gia chơi trò chơi cờ vua chưa ạ? Rồi ạ. Rồi ạ. Vậy thì trò chơi cờ vua bắt đầu. Vậy là trò chơi cờ vua đã kết thúc rồi và phần thắng thuộc về đội của con ạ. Của Toàn Dũng đúng không? Vâng ạ. Ừ, ở nhà thì thường là bố mẹ có hay chơi cùng với cả các bạn không? Ở nhà thì con với cả em con thường xuyên hay chơi với nhau ạ. Hay chơi với nhau, bố mẹ thì ít hơn đúng không? Vâng ạ. Hôm nay thì có bố mẹ chơi cùng, hai bạn cảm thấy thế nào? Con cảm thấy rất vui khi cả gia đình được chơi với nhau. Kiên thì sao? Con cảm thấy rất là vui. Thưa quý vị, vừa rồi là một trò chơi nhỏ, trò chơi cờ vua. Và chúng tôi đã mời bố mẹ của Toàn Dũng và Đức Kiên cùng chơi. Ở mỗi một chương trình Lớn Lên Cùng Con, chúng tôi để bố trí một trò chơi làm sao để cả gia đình có thể chơi được. Và mục đích của điều này đó chính là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới toàn thể quý vị. Ngoài việc mà chúng ta chăm sóc trẻ, chúng ta dạy dỗ và giáo dục cho trẻ những kiến thức, những kỹ năng, thì hãy dành thời gian để cùng con chơi những trò chơi bổ ích, an toàn. Có như vậy thì trẻ mới tránh xa được những nguy hiểm trong cuộc sống. Và thưa quý vị, hãy đồng hành cùng con trong quá trình con lớn lên. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Và để cảm ơn gia đình bé Toàn Dũng và Đức Kiên đã tham gia chương trình Lớn Lên Cùng Con, ban tổ chức có hai phần quà dành tặng cho gia đình. Mong rằng là các bé sẽ lớn lên khỏe mạnh cũng như là sẽ khám phá những điều thú vị trong cuộc sống. Đó là một phần quà trị giá 2 triệu đồng từ nhãn hàng VPMilk và chọn bộ sách Lớp Học Đầu Ngọt của diễn giả nổi tiếng Phan Thị Hồ Điệp. Đây là phần quà trị giá 2 triệu đồng của nhãn hàng sữa VPMilk xin được gửi tới gia đình và chúc cho hai bé nhà mình sẽ lớn lên một cách thật là khỏe mạnh, cao lớn cùng với sữa VPMilk nhé. Vâng, và bộ sách Lớp Học Đậu Ngọt của diễn giả Phan Hồ Điệp sẽ do diễn giả chị Minh Tâm gửi tặng tới gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn gia đình hai bé Toàn Dũng và Đức Kiên đã tham gia chương trình Lớn Lên Cùng Con ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn diễn giả chị Minh Tâm với những chia sẻ hết sức hữu ích trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.